Ông nào ông đi cuối tuần, ông đi đến khi nào mà chết đủ rồi, ông đi đến đâu mà thì ngủ đi đó, nó thay đời sống cứ có chú. Và cảm ơn chú, có một ngày ông một sư, lúc đó cũng chưa gọi ông sư đâu, chỉ gọi là thầy thôi, thầy ông cũng cái một ông cái lời ghét, ông hiện tại ông là một sư đại có hạ bên hội thánh Vĩnh Phụ. Và lúc trước đó, thì ông già ổng làm chứng cho ổng kêu gọi ổng chứ làm chứng người Chúa. Ổng nói là giờ xin ổng xin biết ông già là chú mà chú bị bệnh như vậy, chú cần được chữa lành không? Ông già nói cần thiết, cần thiết cần được chữa lành, mà chữa lành bằng cách nào? Ổng chỉ nói là chú có biết Giêsu không? Ông già đó không biết Giêsu là gì hết. Giêsu là ai? Ông nói Giêsu biết trời là thằng này, nên cần chú xưng xưng tội xưng đức tin thì con sẽ đặt tay cầu nguyện cho chú, rồi chú sẽ cho anh em trong hội thánh đặt tay cầu nguyện. Mà các ông chú đó, ông già cứ ngơ ngơ, ông biết lắm. Ông chỉ ông nghĩ là, tôi rồi, nếu mà chú mà kỳ như vậy, thì mình thử tính xem, coi chú có thể lại không? Mẹ cảm ơn chú. Ông nói được, tôi sẽ thử tin coi chú có trở lại mình hay không? Mẹ cảm ơn chú. Nhưng mà, anh em, cầu nguyện, anh em cầu nguyện thì ổng lúc đó ổng mới xin Chúa khi là cầu nguyện, ổng cũng cầu nguyện, cũng bất cứ cầu nguyện mà ổng cầu nguyện ở lúc nhắm lúc mở, lúc nhắm lúc mở, sao mọi người cầu nguyện lại nhắm mắt, còn mình thì nhắm mắt không được, ổng ngại rồi, ổng mình cầu nguyện vừa nhắm mắt vừa mở thì Chúa có tài lộc hay không? Học sợ cầu nguyện nữa, thấy người ta cầu nguyện nhắm mắt thì mình cứ họ cầu nguyện mở mắt thì họ cầu nguyện lâu mà. Cảm ơn Chúa, không biết ông ngại cầu nguyện, thấy mọi người nhắm mắt, ông nhắm mắt thấy mọi người vẫn còn nhắm mắt thì ông ngại, ông chứ còn nguyện được. Thầy cảm ơn Chúa, ông cái người đó làm chung một lần nữa, dù chú cầu nguyện nhắm mắt hay là mở mắt không sao, chỉ cần cái tấm lòng chú hướng về Chúa, rồi dùng cái đức tin mình nghĩ về bản thân mình cần cái gì, bản thân mình đang gặp vấn đề gì, là bệnh tật của thân thể thì cứ nghĩ đi Chúa ơi, xin Chúa hãy thương xót và hãy cứu con, chữa lành bệnh tật của thân thể con, không chỉ cần nói mỗi lời đó thôi, không cần phải nói gì, nói nhiều gì hết. Cảm ơn Chúa, ông già thì nói Chúa ơi, xin thương xót con, xin Chúa chữa lành bệnh gan con đi, nếu Chúa mà chữa chữa được cái bệnh gan con sẵn sàng con đi hầu việc Chúa. Cảm ơn Chúa, khi ông nói chỉ có bố vài lời đó thôi, khoảng một tuần như trong thân thể ông được thay đổi, được thay đổi cái bệnh bệnh gan của ông càng ngày càng càng giảm. Lúc đó ông đi khám ở trạm xá, khám trạm xá cái y tá luôn, trạm xá ông ấy lúc mà chưa tin Chúa, cái ông này á giờ muốn 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 hết bệnh á phải đi xuống bệnh viện ở phố, mà phải tốn tiền lắm mới hết, còn người Việt Nam mà thường nói là hên xui hên xui hên xui sẽ hết. Mà trong khi đó người già nói là có bệnh tôi nếu mà trị cần bao nhiêu tiền, bác sĩ địa phương nói là bệnh nó bây giờ phải khoảng 1 triệu. Cái thời năm 1994, cái thời đó là mình có tiền, có số tiền 1 triệu triệu lớn cao lắm,
một người mà khám khá lắm chịu hết được năm chỉ mày cái người mà khám khá lắm chỉ cần cầm 50.000 hay là 100.000 là lớn rồi mà nó lại tới số 1 triệu đối với gia đình thì rất là khó khăn nói về con số 1 triệu thì rất là mơ hồ không hình dung cái con số 1 triệu là như thế nào không thì ông già cũng buồn bây giờ còn sống mình nếu mà nói về bệnh tật phải buồn cái số mà lớn số tiền mà lớn vậy làm sao mà không mà bản thân thì không gia đình thì không có tiền bây giờ nghĩ về chắc mình có lẽ mình chúa thôi hết cả giờ thì khi ông già cuộc chiến chúa ông già không chịu được ông chúa gia đình năm chín tuổi đầu trước cái lần cái thời đó ông già gia đình rất là xuất sắc rất là mạnh mẽ gia đình rất là nề nếp gia đình bình chúa là bình an không có một cái xảy ra gì cả như cái thời gian làm việc gì mình cũng thích cả trồng trọt chăm nuôi mọi thứ đều tốt và đến khi một cái thời gian mà chú tốt được thân khá rồi bắt đầu cái tinh thần như những chú cha mẹ nhà nhà đúng rồi bắt đầu gia đình luôn được trở lại rồi cải cỏ rồi tinh thần thì không còn đi hầu nữa không còn đi nhóm nữa rồi bắt đầu hai ông bà cải cỏ và trong lúc ông già tin Chúa ông vẫn còn cổ hút thuốc mà cảm ơn Chúa thì Chúa mặc dù cổ hút thuốc như vậy mà Chúa cứ lần bệnh ra họng khi mà gia đình bị đau rồi không đồng tinh thần xa xôi là từ bỏ không đi nhóm bên đi hội mình đến tới cái năm 1998 cái hội thánh cùng biểu đồ họ thích lệ cái ông này chỉ là thanh niên thôi ông đây là nghe ông rất là lúc đó ông chỉ là 30 tuổi thôi mà ông rất có ơn chia sẻ rất có ơn làm chứng ơn giúp đỡ những người mà thiếu nhất thiếu đuối nhất được thầy được Chúa cảm ơn Chúa thì cái ông đó tình cờ gặp ông già để lại ông quay dựng mình tin ông già là ông già tiếp nhận được quay về Chúa làm của ông đi Chúa được đi nhóm đi hầu nhiều chỗ nhiều điểm và nhiều làng nữa bắt đầu cái tinh thần mà Chúa ông được nuôi cái nhiều lần và con cái cũng được chụp vào lại rồi cảm ơn Chúa đó là cái điều mà Chúa vừa làm đến khi một cái thời gian mà cái gọi thánh bắt đầu nó lục đục rồi lúc đó những cái tinh thần lúc đó rất là mạnh mẽ và cái khép lại cứ là đặc biệt ai cũng có cái ơn đối với ơn điều trị ơn cái lần luyện tập nói chung là đủ thứ ơn mọi người đều có ơn riêng của mình trong cái điều khi mà cái liên đoàn mà nó tập thành hai nhóm một bên là nhóm ông Mai một bên là đức bắt đầu cái tinh thần trong tôi chia rẽ bắt đầu đối nhìn nhau đúng rồi đầu nói xấu nhau. Cái ông Đức được quyền năng hơn. Cái ông Mai quyền năng là ông Đức. Giáo đồ nhưng mà môn đồ. Ông Đức làm đúng, cái ông Mai làm sai. Chỉ trích nhau rồi. Chia phe. Đúng chứ? Dạ. Mình thấy họ cứ cãi cọ rồi nói xấu người này nói người kia. Đầu em với gia đình nói. Bây giờ hỏi thánh ngồi sau như vậy mình có nên đứng hay không thì chắc có lẽ đi chỗ là nên rời khỏi cái lỗi này đi cái lỗi này phải có như vậy là sao mà mình có quyền người về chúa đi không thể nào chấp nhận được con cái chúa với nhau mà quyết định nhau
cho nên mình cầu nguyện Chúa cả gia đình nghỉ nhóm, khoảng một năm, thì lúc đó em cũng có một người say sưa. Khi mà nghỉ một năm thì bắt đầu say sưa, trở thành ảnh hưởng như người thế gian rồi. Đó, cũng là người mười mấy tuổi, tuổi mới lớn, tuổi rất là hiếu thắng. Khi mà đời Chúa mà xa đời, ra khỏi đời sống mình thì cái đời sống sẽ bùng nổ, ham muốn rồi gây hấn. Một khi lúc đầu không có nhậu nhẹt đâu, đi chơi bời với bạn bè rồi bị ảnh hưởng, rồi ảnh hưởng gia đình, rồi ảnh hưởng cái tổ chức nó làm một thứ bị hết, rất tuyệt vọng. Tâm đau mình thấy mình đau, giải quyết mà cái này đó. Cuối cùng mình dùng cái lời dùng đủ để giải quyết cái vấn đề, càng thêm vấn đề, rồi sống càng ngày càng ngày và rồi sống càng ngày càng sao xa dần đi Chúa. Lúc đó thì cảm ơn Chúa, mình đi làm công ty, thì cũng hạn chế nhậu. Cái nhỏ vì mình nghĩ đến gia đình mà. Gia đình chỉ có mình là người lớn trong nhà, mình phải làm việc để giúp đỡ gia đình. Thì mình hạn chế nhậu, hạn chế bia rượu. Đến khi mình đi làm, rồi làm một thời gian, rồi mình cũng được Chúa kêu gọi mình làm. Nói chung thì mình làm thì lúc đó thì mình hạn chế nhậu, ở cây trường cái chỗ lập cái cây trường không có hội thánh. Mình thấy cái hội thánh đó, họ nói hội thánh Tin Lành, mình thấy cái chữ là Tin Lành không khác được ở đây thì nhóm đó chỉ là tạm thời nhóm thôi. Cảm ơn Chúa thì nhóm cũng bình thường. Thì đến khi mình làm nhóm đó, mình xin các mục sư ở Bảo Thanh Pháp cầu nguyện, cầu nguyện cho cái năng đề mình để mình yêu đến Chúa lại, thì mình nhảy lại để cảm ơn Chúa, thì họ đồng ý, họ cầu nguyện được mình. Mà trong lúc đó thì mình cảm ơn Chúa, thì Chúa mình thay đổi, Chúa cho mình được làm chứng mọi người, được gây dựng anh em, mình được chăm sóc thanh niên, chăm sóc thanh niên chỉ hướng dẫn mình, không có tư cách để mình đứng lên dạng thầy giảng, chỉ có hướng dẫn mình theo đường thôi. Ông chủ trì thấy ông mà đừng nhớ ông là con có cái ơn để chia sẻ với Chúa đó, con hãy cố gắng đi. Ông chủ trì từ cái chỗ đó mình suy nghĩ là chắc có lẽ cũng chỗ mình rồi, nhưng mà Chúa mà có chương trình như vậy thì mình sẽ cố gắng làm Chúa, cố gắng làm sao để đời sống mình trở thành một đời sống có ích cho Chúa. Từ đó mình nỗ lực có cái tinh thần học làm Chúa. Ít cái thời gian nữa mình nghĩ cái tổ chức là ảnh hưởng luôn. Nói chung là cái cuộc đời của mình là như nhưng mà kẻ chứ kẻ không thấy đâu, chỉ kẻ công tác thôi. Đời của mình là lúc thì phục ngão thì phục hồi, những phục ngão thì phục ứng dậy, những cái cơn sóng biển đó dồn lên dồn xuống những cơn sóng. Rồi mình nhìn lại cảm thấy rất là xấu hổ. Tại sao biết bao nhiêu những cái công việc mà Chúa làm cho mình, tại sao mình không nghĩ hết những cái công việc Chúa làm, những cái sự thất bại mình, những cái sự thể hại với mình. Bởi khi mình có năng đề kêu vào cái Chúa thì Chúa sẵn sàng, Chúa trả lời, Chúa sẵn sàng, Chúa bảo vệ. Và đến khi mình được bình an rồi, mình kêu gọi Chúa, bắt đầu mình không nghĩ tới Chúa nữa, chỉ nghĩ là bản thân mình. Mình rất là xấu hổ.
cảm ơn Chúa đến khi mình lập, cảm ơn Chúa đến khi mình lập gia đình, Chúa cũng cho một người vợ, tức là thiên ơn Chúa. Và cũng từ đó mà người vợ bên cạnh mình, mỗi khi mình yếu đuối, mỗi khi mình có vấn đề thì cảm ơn Chúa vợ là người an ủi mình, an ủi. Còn mới an ủi mình đã là người có gia đình rồi, phải sống nghiêm túc hơn, đàng hoàng hơn, có trách nhiệm hơn, đừng có như còn thanh niên nữa. Thì mình nghe những lời đó cũng là có lý, để làm cái lời mà lời đó của giới trẻ. Mỗi việc mà mọi người nói thì rất là đúng đắn, rất là tự hào về mình. Cảm ơn Chúa, thì là đầu của con, cảm ơn Chúa có cũng cho mình và gia đình quan tâm những nghiệp lòng rất là may mắn. Rồi cảm ơn Chúa khi mà hai vợ chồng nó có sống cùng gia đình đó, nghĩa là sống và có theo cái phong tục người con á, là đàn ông lấy vợ phải theo vợ, lấy vợ phải theo vợ, không phải trước vợ như người. Vậy là vợ đi cưới mình không phải như tầm theo vợ, mình cưới vợ nhưng mà mình ở nhà vợ, đúng không? Mình ở nhà vợ một thời gian khoảng một năm, ở khoảng một năm thì bắt đầu cái chuyện trong việc trong gia đình nó lục đục, họ lục đục rồi nói này nói nọ, với mình sống rồi ở một thời gian rồi mà cũng không làm gì cho gia đình, nói mình thì ăn không người rồi, vì mình chỉ làm việc nặng thì không được, chỉ có làm việc nhẹ thôi mà ý người gia đình kêu là mình phải đi làm một việc nặng đúng không? Như mấy người trong xóm quay thường thường những người trong xóm họ đi làm một việc nặng đó, họ đi bốc giá, đi bốc cây cao su á, cây cao su một ngày họ thu nhập đến 300 ngàn một ngày, còn mình thì lúc đó mới cưới hỏi mà đi làm cũng không được, chưa từng đi bốc cây nữa, chưa từng bốc cây. Nếu mình đi làm như họ thì là bắt đầu được, họ bắt đầu hỏi mình người làm biết. Hallelujah. Nó sợ như vậy làm sao mà nuôi vợ nói, sao nuôi vợ nói mình sẽ còn và vì sao mà người ta xếp thường như vậy. Trước cái công việc đó không phải là mình không làm, mà là mình không làm được, mình chưa từng làm, chưa từng làm không. Khi đó em cầu nguyện ra ngoài cầu nguyện mà khóc, Chúa ơi nếu theo ý muốn của Ngài thì Ngài một là xong để ở riêng, thứ hai thì con xin từ vợ xin thôi á, chỉ có hai lý do đó thôi, hai cái đó thôi mới giải quyết cái tinh thần tổn thương của mình. Cứ cầu nguyện nhớ, cầu nguyện Chúa mới bảo là con không được làm này. Nếu mà con từ bỏ cái hạnh phúc gia đình mình như vậy thì chính con đã tự giết bản thân con rồi. Vì vậy thì bây giờ mình phải giải quyết một cách đó là xin ở riêng. Để mình xin ở riêng, mình nói ở người nhà, nếu mà người nhà nó cảm thấy bản thân con làm ghế không làm việc gì cho gia đình, không có tư cách để nuôi nấng vợ con, bây giờ cho con xin ở riêng, con xin ra riêng thì cảm ơn Chúa, gia đình muốn xin cho mình rồi. Muốn ra đi thì được thôi, nhưng mà không biết có gạo ăn hay không nữa. Con mới nói là cái đó thì phải đi Chúa, nếu mà Chúa cho ăn cháo thì mình cũng ăn cháo, cho ăn rau thì mình cũng ăn rau, Chúa cho mình sống sao thì mình vẫn vậy. Giờ nếu mà gia đình cho phép ở riêng thì con xin thật ra riêng. Họ mới nói là nếu ra riêng cũng được, nhưng mà đừng có mỗi khi mà ốm đau là thiếu thốn cái gì á, đừng có thò tay xin được rồi. Con sẽ cố gắng thôi,
khi họ nói vậy, mình cố kiềm chế được cái lòng là mình chạy ra ngoài, đúng không? Đúng không? Như Chúa ơi, đây là có người nói hay là ngày dùng họ nói vậy, họ mỗi lần họ nói họ y như một con dao tâm vào bên mình, làm mình rất đau, đau lắm. Và trong lúc đó thì mình nói bây giờ thì con rất là khổ sở, xin Chúa hãy biết là con là con biết kiềm chế để không có nhịn nhục, vì đây là một cái lời nói với xác thịt của con không chịu mọi được, còn theo ý Chúa thì sao? Mình cứ hỏi vậy, tự tách như vậy thì cảm ơn Chúa trong lúc mình được mình tự tách như vậy. Sáng hôm sau có một người bạn, mình kể hết cho người bạn nghe những câu chuyện đó. Người bạn nghe người bạn nói nếu mình là người hỏi Chúa phải nhịn nhục mọi cái này đó, phải nhịn nhục hết, nếu mình không nhịn nhục thì mình không đánh thắng được, mà không đánh thắng thì ma quỷ sẽ cười mình thôi, vì mình là đã hứa với Chúa là mình sẽ là người hỏi biết Chúa, mình sẽ là người làm mọi công việc Chúa mà. Và tôi biết vậy, mình cũng chưa được sẵn sàng và tinh thần rất là sôi sục. Cảm ơn Chúa có một người bạn dạy như vậy, mình suy nghĩ mình suy đi nhìn lại mình không biết là không đi, mình cũng cảm ơn người bạn đó đã chia sẻ những cái nỗi đau đó cho mình. Cảm ơn Chúa đó, mình sống mình cũng từ cái người bạn đó mình cũng được đi lên, mình cũng được ăn ủi. Và từ đó đời sống gia đình khi mà ở riêng, mặc dù cuộc sống hoàn cảnh rất là khó khăn nhưng mà vợ chồng rất là hạnh phúc, tức là tôn trọng nhau. Mọi khi đi đâu làm gì vợ chúng tôi luôn họ đáp ứng, chúng tôi quan tâm mà hỏi thăm khi mà đi làm xa hay đi đâu luôn nhắc nhở, mà cũng đi hỏi vợ đồng viên mọi khi mình làm công việc này công việc kia, rất là cảm ơn. Và cảm ơn Chúa khi mà mình ở riêng khoảng một năm rồi, bắt đầu khi mà ở riêng một năm bắt đầu đời sống gia đình con cái tôi chồng được Chúa giúp đỡ, được Chúa được cải thiện cái hoàn cảnh, làm công việc làm càng ngày càng thay đổi, công việc làm càng ổn định, thì bắt đầu gia đình họ mới nghĩ lại bây giờ thấy hai vợ chồng nó cũng khó chịu khó làm. Bây giờ thì bây giờ nếu mà họ chịu khó làm như vậy á, bây giờ cho họ một miếng đất đi để họ làm. Cảm ơn Chúa, người gia đình thấy phải như vậy, gia đình cho chia 8 sào bưu điều. Thì cảm ơn Chúa đó cũng là một sự chia sẻ quyền với Chúa. Từ cái chỗ mà họ nhìn thấy đời sống mình cố gắng, họ mới cảm động, họ mới thấy đời sống mình như vậy, họ bắt đầu họ xin quay đi lại. Cảm ơn Chúa đi, cái lúc mà họ chia đất á, họ đâu có nói với mình đâu, mà nó nói với vợ thôi, người nhà nó nói với vợ thì nói lại cho mình anh ơi ông già bà già thì từng người bị đó ở bên kia đâu ở trên núi chia nhiều không dám sợ cảm ơn Chúa thì chia nhiều thì cảm ơn Chúa rồi, thì lúc đó mình cũng nghĩ vậy, đang họ chia đó mà cứ sống tự lập mà cảm ơn Chúa mọi chia tám sáu này mình chăm sóc tám sáu điều đó thì cũng chưa lớn đâu, thì cỡ một hai năm cảm ơn Chúa mình chăm sóc mình bốn con thì điều cũng được tươi tốt rồi đến cảm ơn Chúa và con người đó mình thấy rất là tuyệt vời. Rồi đến khi mà mình được cuộc sống gia đình được cải thiện rồi đó thì cảm ơn Chúa thì mình đời sống mình rất là bình an, rất là Chúa rất là nói chung thì công việc mình làm rất là thuận lợi, mình được vào công nhân khai thác. Trước khi mình làm công nhân khai thác mình xin làm công nhân chăm sóc vườn cây, làm chăm sóc vườn cây thì làm được hai năm mình thấy chăm sóc vườn cây mà cây cao su đã lớn rồi thì mình xin chuyển qua cạo, xin chuyển qua cạo thì cảm ơn Chúa thì mọi công việc mình làm cũng được thuận lợi hơn. Và từ đó mình vừa đi cạo và vừa
gây dựng cái điểm nhóm. Lúc đầu thì mình không muốn gây dựng đâu, mình muốn gây dựng đâu, vì cái tổn thương mình á còn giữ mãi. Đến khi mà cứ nói hãy tha thứ, nên tự tha thứ, thì mình muốn tự mình cầu nguyện xưng tội hạ mình. Thì nếu mà mình muốn gây dựng lời Chúa, mình không có tấm lòng tha thứ thì làm sao mình gây dựng được. Cho nên mình phải hạ mình tha thứ đi. Mình tự tha thứ lòng mình một lần, mình xưng tội với Chúa, rồi mình cũng hạ mình xin lỗi người nhà nữa. Mặc dù người nhà nó làm tổn thương mình, mà mình tự nguyện xin lỗi người nhà, xin lỗi người nhà có điều gì con không làm, không đẹp lòng, không đủ ý người nhà, con cũng xin người nhà tha thứ hết. Bởi vì nói chung đó là cái lỗi của con. Bây giờ con muốn gia đình mình phải tiếp tục cái đường con đường của Chúa. Gia đình mình phải cố gắng phải đi trong Chúa. Bây giờ con muốn người nhà mình nhóm lại cầu nguyện. Con muốn người nhà mình cầu nguyện đâu đó, muốn đi tổ chức nào, tổ chức nào nữa, tổ chức này, tổ chức kia, chỉ là tổ chức của con người thôi. Quan trọng ở lòng mình thôi, quan trọng ở lòng mình. Nhưng mà lòng mình tin cậy Chúa thì Chúa sẽ ở trên mình thôi. Và Chúa sẽ gây được, Chúa sẽ thay đổi, Chúa sẽ làm cuộc đời mình trở thành một con người được Chúa muốn. Người cảm ơn Chúa thì họ nghe một mấy lời đó thì rất là tự hào không? Nếu mà con gây dựng gia đình mình thì cũng đó là một cái điều tốt. Nhưng mà khi mà con hỏi con theo cái tổ chức tổ chức nào? Dạ dạ. 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 Dạ